tính đến, đến nay trên cả nước đã có nhiều địa phương thực hiện miễn học phí cho học sinh năm 2022, năm 2023 mới đây nhất là tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa đồng ý tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định hỗ trợ 100% mức thu học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2022 2023 trên địa bàn tỉnh. Trong tờ trình về việc xin chủ trương hỗ trợ kinh phí đóng học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm học 2022, năm học 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đề xuất hai phương án. Trong đó, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ phương án 1 là 86 tỷ 062 triệu 760 000 đồng hỗ trợ trong học kỳ 1. Phương án 2 là 193 tỷ 641 triệu 210 000 đồng hỗ trợ cả năm. Qua thảo luận của các sở, ngành, địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thống nhất chọn phương án 2, đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. Trước đó, Hải Phòng đã miễn học phí cho bậc mầm non và trung học cơ sở từ năm học 2020 đến năm 2021 và học sinh bậc trung học phổ thông được giảm học phí từ năm học 2021 đến năm 2022. Đến năm 2022 đến năm 2023, 100% học sinh các cấp, cấp ở thành phố Hải Phòng được miễn học phí trừ bậc tiểu học được miễn theo luật giáo dục. Được biết, mỗi năm thành phố trích hơn 400 tỷ đồng từ ngân sách địa phương hỗ trợ cho các giáo dục. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua nghị quyết miễn 100% học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, học sinh được miễn theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng. Tiền hỗ trợ sẽ được trích nguồn ngân sách cấp tỉnh trong dự toán hàng năm. Từ năm học trước, Quảng Ninh đã giảm 100% học phí cho học sinh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường công lập và tư thục do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2022, năm học 2023. Cụ thể, thành phố hỗ trợ 100% học phí 9 tháng của năm học 2022, năm học 2023 theo mức thu học phí công lập. Tại năm học 2022 đến năm 2023, do Hội đồng Nhân dân thành phố quy định, các đối tượng được giảm học phí theo chính sách của Trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ bằng 100% bước thu học phí công lập năm 2022 đến năm 2023. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng quyết định miễn học phí 100% cho học sinh trên địa bàn. Theo đó, mức hỗ trợ học phí bằng 100% mức thu học phí năm học 2022 đến năm học 2023. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ dự kiến là 308.943 tỷ đồng, được thực hiện bằng ngân sách nhà nước của thành phố. Đây là lần đầu tiên Cần Thơ thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định không thu học phí học kỳ 1 năm học 2022, năm học 2023 với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập các cấp. Với học kỳ 2, tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh tăng mức sàn theo quy định của chính phủ. Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm học 2022 đến năm 2025. Theo đó trẻ 5 tuổi được hỗ trợ học phí từ năm học 2022 đến năm học 2023 ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến hết năm học 2023, năm học 2024. Còn đối với học sinh trung học cơ sở được hưởng từ năm học 2022, 2023 từ mùng 1 tháng 9 năm 2022 đến hết năm học 2024. Mức hỗ trợ là 100% thu học phí công lập theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho từng cấp học theo từng năm học. Dự kiến hỗ trợ học phí theo nghị quyết này, ngân sách tỉnh sẽ chi hơn 568 tỷ đồng để thực hiện cả giai đoạn 2022 đến năm 2025. Trong đó riêng năm học 2022 đến năm 2023 là hơn 140 tỷ đồng. Bắc Cạn sau khi nghiên cứu và tổng hợp các ý kiến của các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo văn bản góp ý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, tỉnh Bắc Cạn nhất trí với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ ổn định mức học phí trong năm học mới này, đồng thời miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở. Địa phương này cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chính phủ ban hành lộ trình thực hiện học phí từ năm học 2023 đến năm học 2024 để các địa phương có cơ sở thực hiện. Ngoài ra, tỉnh Long An cũng vừa có thông báo tạm dừng thu học phí năm học 2022 đến năm 2023 ở các cấp trung học cơ sở và tạm thu học phí đối với cấp mầm non và trung học phổ thông bằng năm học 2021, năm học 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng có quyết định tạm thời chưa thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022, năm học 2023. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiến nghị chính phủ thực hiện miễn học phí cho toàn bộ học sinh trung học cơ sở từ năm học 2022 đến năm học 2023, thay vì từ năm học 2025 đến năm 2026 như lộ trình. Theo ước tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngân sách cấp bù miễn học phí khoảng 11.199,8 tỷ đồng. Trong một năm học, nếu thực hiện đề xuất này thì ngân sách nhà nước phải tăng thêm là 25.199 tỷ đồng trong giai đoạn 3. Sau khi trừ đi số học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn, học sinh đã được miễn học phí theo quy định tại nghị định 81. Đối với học phí giáo dục mầm non và công lập và trung học phổ thông công lập, năm học 2022 đến năm học 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giữ ổn định học phí như năm học 2021 đến năm 2022 đối với cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.